clip ghi lại cảnh va chạm trên con phố khá dân dẻ. Một chiếc xe bán tải vừa từ trong ngõ đi ra đã va chạm với một xe cần cẩu đi từ hướng ngược chiều. Nắp thùng xe bán tải khá lớn bị rời ra, văng vào mâm cơm của một gia đình ngồi gần đó. Cả nhà không kịp phản ứng nhưng may mắn không ai bị thương. Cả gia đình thót tim khi vật thể lạ từ ô tô văng trúng mâm cơm. Tai nạn hy hữu khiến dân mạng bất ngờ khi chứng kiến. Đúng là tai bay vạ gió. Lần sau cả nhà vào phòng, đóng cửa ăn uống chơi đỡ rủi ro, thành viên Đức Phúc bình luận. Tài xế xe bán tải có vẻ cua hơi nhanh, thiếu quan sát khiến người khác bị dạ lây, một dân mạng khác nhận xét đầy ngao ngán.